Cấp bậc hèn ấy, phòng trào văn hóa văn nghệ do cơ sở Nghìn Càng đến Cung Mạnh là câu lạc bộ dư văn hóa đã đánh lạc phấn tiêu dư cho Cung Mạnh bản sắc văn hóa chỉ dục. Đài chương trình nghìn ấy, lào si xe ca lớn cón, sở đồng thọ, viên sử dường, lánh tuyên quang, tiêu ná lợn vinh dư sau Cung Mạnh bản sắc văn hóa hần sần cháy, hoang hân dần dần ấy. Nấy sĩ chúng hong lào giò thên đã chống bùi sinh hoạt hong câu lạc bộ sinh ca săn cháy do gia đông thọ vì sơn dương hội viên sẽ đang cào hoặc cho bài sinh ca tà han xì chị hợp săn cháy lão hàm mây tham gia câu lạc bộ hát sinh ca xã đông thọ thì tôi hao con câu lạc bộ sinh ca đông thọ câu sĩ tộc đấy lai di sản hòm cho hôn kè tiêu thỏi hòm sụp cơn săn cháy câu sĩ mong tắng hợp thêm lại bài sinh ca bản sắc hòm trên sụp lầu sĩ lên tự hào cẳng lưng hòng hồn hàn xì tiêu gọi bản sắc của dân tộc đó. Tôi cảm thấy rất là tự hào về cái truyền thống mà cha ông tôi đã để lại. Câu lạc bộ sinh ca do xã đồng thọ Việt Sơn Dương mấy lần người xếp hờn hào cón sinh hoạt nhằn si hôi viên hồn thẳng lùi sau pin đường sau giờ ở đây thì anh em là cũng tập trung là do đấy bên ông sẽ ưu tiên sành lập hớn câu lạc bộ sau hủy thoại là ăn đời văn hóa hong hưởng sáng cháy đại căn mấy sinh ca ăn hó lúc đấy sẽ chầu hơn làng lui nẹt lang tới bây lần hó với căn tiêu chuyển rơi hải thang hưởng nóm xứ do chầu bán nè đang lập thoại câu lạc bộ bây giờ các thôn và các câu lạc bộ đang bắt đầu khơi dựng lại với con lại công việc biểu diễn háo dịp lè hùi câu lạc bộ sinh ca do xã đồng thọ là ốc làng truyền dài lại bài hạt mú sau máy pu con hạt xì hải thang hờn nóm với cặn bản sắc văn hóa hờn san cháy đang đầy dư sau cục mạnh hơn đời sơ hùi việc dư sau cục đời hơn di sản văn hóa sinh ca hong hờn san cháy sẽ tức đáy đầu tư vì cho bài sinh ca mấy đuôi xeo kênh lành săn mà đang có phân thúc đẩy cục mạnh kinh tế du lịch do tây phùng.